Manchester United đang chuẩn bị một món quà lớn cho tiền vệ Scott McTominay. Cầu thủ này đang trải qua một giải ấn tượng tại nhà hát của những giấc mơ. 9 bàn thắng và 3 được kiến tạo sau 34 trận đấu ở mọi đấu trường là con số đủ làm nức lòng bàn lãnh đạo Quỷ Đỏ. Và đội bóng này đang lên kế hoạch ký hợp đồng mới với McTominay ngay sau khi hợp đồng cũ hết hạn vào tháng 6 năm 2025. Niềm vui sẽ nhân đôi với cầu thủ này khi mỗi tuần anh sẽ được tinh tình 120.000 bảng, gấp đôi mức lương hiện tại. Thu nhập của McTominay thì chẳng thấm tháp gì so với Anthony, Eriksen hay là Mason Mount, nhưng đóng góp của anh thì ăn đứt những cầu thủ kể trên. Đội bóng có thể đá không hay, thế nhưng độ nghịch ngợm của các cổ động viên của Manchester United thì phải đứng số 1 ở nước Anh. Theo số liệu thống kê mới về việc bắt giữ và cấm dự khán đối với từng câu lạc bộ trong mùa giải 2022-2023, Manchester United có tới 69 trường hợp cổ động viên đã vi phạm thực hiện các hành vi phạm tội gồm bạo lực, xâm phạm đến sân và hành vi liên quan đến rượu. Cũng phải thông cảm chút, ở trong hang lâu ngày chán quá, chúng tôi quậy phá, vận động cơ thể tí cho giãn gân giãn cốt ấy mà. Còn chưa kể, trên không gian mạng nữa, các bạn fan của Manchester United cũng đáo để phết đấy. Không tin, mọi người cứ kéo xuống phần comment mà xem nhé. Luka Modric và các đồng đội tại đội tuyển Croatia vừa có chuyến tham quan kim tự tháp Ai Cập. Ở tuổi 38, Modric có vẻ đang muốn các pha rơm ba cho anh chút quyền năng để tiếp tục chơi bóng đỉnh cao như Mohamed Salah. Modric vẫn đang chơi hay nhưng đối mặt với tương lai bất định. Hiện hợp đồng giữa anh và Real sẽ hết hạn vào cuối mùa này. Ban lãnh đạo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chia làm hai phe. Một bên thì muốn giữ chân anh, bên còn lại thì phản đối. Modric được cho là đang giận dỗi với huấn luyện viên Carlo Ancelotti khi ông nuốt lời chuyện đề nghị ban lãnh đạo Real gia hạn hợp đồng. Dù vậy, Modric vẫn cho thấy sự chuyên nghiệp của mình. Anh vẫn cần mất thi đấu trong những tháng cuối của hợp đồng. Arsenal và Chelsea vừa được thơm lây khi cựu ngôi sao của hai đội bóng này là Ashley Cole đã vinh dự góp mặt ở ngôi đền của những huyền thoại ngoại hạng Anh cùng với những anh tài như Eric Cantona, Alan Shearer, Thierry Henry và David Beckham. Dù ngoại hình tương đối nhỏ con, thế nhưng Ashley Cole được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất trong lịch sử của Premier League. Trong khoảng 15 năm chinh chiến ở ngoại hạng Anh, Ashley Cole đã giành được 3 chức vô địch, 2 lần cùng Arsenal và 1 lần cùng Chelsea. Gavin Sullivan là cái tên lạ hoắc và có lẽ nhiều người còn chưa nghe qua bao giờ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của Manchester City thì liên tục nhắc tên cầu thủ 14 tuổi này trong suốt thời gian qua. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội chủ sân Etihad đã hoàn tất mọi thủ tục để ký hợp đồng với tài năng trẻ người Mỹ. Vấn đề bây giờ là chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để hai bên đặt bút ký vào tờ áo 4 mà thôi. Gavin Sullivan cũng vừa đá trận ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Philadelphia Union của Mỹ và đóng góp một kiến tạo. Bên cạnh Man City thì các đại gia khác là Real Madrid, Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng từng ngắm nghía tài năng trẻ có biệt danh rất oách, đó là Captain America. Bayern Munich và Real Madrid vẫn đang tính toán chuyện tương lai của Alphonso Davies. Nếu muốn ở lại Bayern, Davies phải ký hợp đồng mới trước tháng 6 năm nay, bởi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Trong khi đó, Real Madrid công khai ý định chiêu mộ hậu vệ người Canada, nhưng mức giá 60 triệu euro thì quá cao. Real thì không thiếu tiền đâu, nhưng trình độ của Davies thì chưa tương xứng với mức giá đó. Hay là ban lãnh đạo Real thử nói David Alaba xem. Alphonso Davies coi David Alaba như một người nhà. Biết đâu Alaba nói với Davies một câu, hậu vệ này lại thu dọn hành lý sang Real luôn vào ngày ấy chứ. Chi phí người nhà chắc chắn là sẽ ít hơn con số 60 triệu kia rồi. Real Madrid luôn tôn trọng và sẽ làm mọi cách để chiều lòng Toni Kroos. Ban lãnh đạo của kênh Kiến Trắng cho biết, Kroos có thể gia hạn hợp đồng bất kỳ lúc nào mà anh muốn. Hợp đồng hiện tại giữa tiền vệ người Đức và đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Dù thời gian gấp gáp, nhưng Kroos thì không hề vội. Trả lời phỏng vấn trước truyền thông, ngôi sao 34 tuổi nói rằng anh chỉ quyết định tương lai của mình trong 1 hoặc 2 tháng tới. Nhiều khả năng, tiền vệ người Đức sẽ tiếp tục gắn bó với Real. Thậm chí, nếu Kroos ra đi, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đội bóng mở rộng cửa để chào đón Kroos. Ở tuổi 34, Toni Kroos vẫn đang trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao. Nhiều người cũng đang chờ đợi anh sẽ tỏa sáng ở Euro 2024. Còn gì tuyệt vời hơn khi Kroos cùng đội tuyển Đức nâng cúp ngay trên sân nhà. Angel Di Maria cùng gia đình bị dọa giết nếu anh quay trở về Argentina chơi bóng. Lời nhắn được một kẻ nạc danh viết trên một tờ giấy và ném vào trong sân nhà của gia đình Di Maria tại Rosario. Mặc dù cảnh sát đã nhanh chóng thu giữ mảnh giấy và điều tra, thế nhưng vụ việc này cũng khiến Di Maria bị dọa xanh mặt. Bởi ý định trong tương lai của cầu thủ sinh năm 1988
là trở về khoác áo câu lạc bộ Rosario Central, đội bóng mà Di Maria thi đấu khi còn trẻ. Với tình hình này thì chắc anh cũng phải suy nghĩ lại thôi. Gia đình Messi trước đó cũng đã bị những kẻ xấu tìm đến phá hoại khi bắn loạt đạn vào bên ngoài cửa kính chuỗi siêu thị thuộc sở hữu của gia đình anh.